bạn, cô chú và các anh chị và các em nhỏ nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn xem một loại củ ăn rất là mát, rất là tốt cho sức khỏe. Đây là một loại củ năng nha các bạn. Đó, đây là cái củ năng nó như thế này. Đó. Thì mình mua củ năng sống về mình nấu khoảng 30 phút là nó sẽ chín nha các bạn. Ăn rất là thơm, rất là ngọt. Và mình đã gọt vỏ ra đó như thế này đây. Nếu các bạn ăn không như vậy cũng được, nó cũng rất là ngọt nha các bạn. Và mình sẽ chẻ bỏ vô đây một cái ly dầm đá vô cho nó lạnh lạnh thì mình cũng dễ ăn lắm các bạn. Thì mình sẽ bỏ thêm một miếng đường nha các bạn, rồi mình bỏ đá vô để cho nó lạnh thì mình ăn cũng rất là ngon. Nó lạnh cái củ này, cái củ năng này nè các bạn. Thì cái này mình ăn không như vậy đó, thì mình sẽ gọt vỏ cái màu đen này ra nha. Giờ mình mời các bạn ăn củ năng nha. Mình cái này mình đã gọt rồi nè. Ăn nó rất là ngọt, rất là ngon nha các bạn. Nhưng mà rất mát, cho rất tốt cho sức khỏe nữa. Rất là mát ha. Thì bây giờ mình sẽ gọt thử một củ cho các bạn xem gọt như thế nào. Thì mình chỉ gọt sạch ra đó. Thì mình chỉ gọt cái vỏ cho nó ra hết rồi các bạn đó. Thì cái này mình gọt tước xuống như vậy các bạn ơi đó. Thì vậy này thì nó đã sạch rồi. Mình lấy con dao mình gọt thì nó dễ hơn nha các bạn. Tại vì con dao là gọt cũng dễ hơn là mình gọt mình lấy cái tay mình lột nha. Lột thì nó rất là khó đó. Thì mình lột như vậy. Các bạn nào không thích ăn lạnh á thì ăn không như vậy cũng được. Nó rất là ngọt nha, nó giống như hệt là cái củ củ chuối á các bạn. Bạn nào thích ăn biết ăn củ chuối thì sẽ biết. Thì nó giòn, nó ngọt nha các bạn. Thì mình sẽ chẻ ra làm hai như vậy và làm tư như vậy, mình bỏ vô cái ly nè các bạn. Đó. Là cái củ nó làm tư như vậy nè các bạn. Đó. Cái này người ta thường nấu ở trong sông Bổ Lượng các bạn. Đó, mình bỏ vô như vậy. Còn các bạn nào không thích ăn lạnh á thì mình ăn không như vậy. Rất là mát. Rất là ngọt. Ăn nghe nó giòn giòn nữa các bạn. Nó rạo rạo á. Đó. Nó giống như củ chuối các bạn, củ năng. Cái này gọi là củ năng. Cái hình dáng nó như vậy đây. Nếu bạn ở chắc ở đây thì chắc các bạn biết ở Việt Nam. Bạn nào cũng biết, nếu mà bạn nào ở mấy nước khác thì chắc mình nghĩ chắc không biết củ này. Cái củ năng này nó cũng có cái loại bột bột các bạn. Rồi cũng có loại nó trong và nó giòn giòn. Bột bột là loại củ nó già các bạn. Như cái này thì nó chưa già lắm. Cái này nó đã già rồi các bạn thấy không? Nó khác nhau nè. Cái này nó vàng, còn bên đây thì nó trắng trắng. Trắng trắng trong trong vậy là nó chưa già lắm. Cái vàng như vậy thì nó già. Nhưng ăn nó rất là ngọt. Cái này cũng rất ngọt, nhưng mà nó sẽ có nhiều nước hơn. Củ năng ăn rất là tốt cho sức khỏe. Cái non hơn thì nó hơi nhiều nước hơn cái củ già nha các bạn, tại vì nó còn non á. Cái này mình đã bỏ một muỗng đường vô các bạn, tại vì mình bỏ đá lạnh thì mình nên phải bỏ đường nha các bạn, để nó tan đá ra lạnh lạnh ăn rất là ngon ha. Rồi các bạn nè.
mùa nóng, nắng nóng ở đây nè các bạn. Các bạn ăn củ năng nó thì rất là tốt nè, rất là mát nè, mà mình bỏ vô một cái ly nước đá như vậy nữa thì ăn rất là tuyệt vời các bạn ơi. Nó lạnh lạnh mình cho miếng đường vô thì nó rất là ngọt ngọt, nó vừa ăn lạnh lạnh thì mình ăn rất là tuyệt. Này người ta chế biến rất là nhiều món các bạn. Cái này người ta hầm mà thịt cũng được nè. Đó, cái này người ta bỏ vô người ta nấu xăm bổ lưỡng các bạn cũng được nè. Đó, giờ mình mời các bạn miếng lạnh nha. Thì mình bỏ vô một lụm ở dưới đây nè. Ở dưới thì nó sẽ lạnh hơn. Đó, mời các bạn cục nha. Tại vì mình lúc này mình phải mua đồ mát ăn đấy các bạn. Cái môi mình á, cứ lỡ nguyện cũng sắp lành rồi nhưng mà chưa lành lắm. Ngày hôm qua nó lỡ ra nó có cái mề đen á các bạn. Mình đâu có quay phim. Mình để dưỡng cho nó hết mình mới dám quay gây hình lên nó xấu á các bạn. Các bạn nhìn thấy ghê lắm. Nên hôm qua mình không có quay clip các bạn ơi. Hôm nay mình quay clip này mình giới thiệu cho bạn các bạn những cái món ăn này rất là mát ha. Mình bỏ đường vô, bỏ đá vô, ăn rất là mát lạnh luôn, mát từ cổ họng luôn, từ trong họng mát xuống các bạn ha, mát lắm, nghe lạnh lạnh ngon nữa. Cái này mình ăn cũng rất là nhiều cách nha. Nếu các bạn nào không thích ăn đá thì ăn không như vậy. Nó cũng rất là ngọt, rất là mát. Ăn mát lạnh luôn cả trong cái miệng mình á. Mình ăn đá này nè, còn mát dữ nữa các bạn, ngon lắm. Tuyệt vời luôn, các bạn làm thử ăn thử nè. Tùy nha các bạn, củ bự thì mình xắt ra làm tư, củ nhỏ thì mình xắt ra làm hai thôi, tùy theo các bạn muốn ăn dừa hay không dừa ha. Đó, nếu các bạn bỏ vô ly thì các bạn gọt rồi nên các bạn nên rửa sơ cho nó hết cái bụi màu đen các bạn. Để dở vô thì nó ra cái nước nó không đẹp nha. Nãy mình không có rửa nè nên các bạn ha. Nhưng mà không sao, cái này mình cái nước nó ra rất là ngon ha. Tại vì mình bỏ cho miếng đường, miếng đá vô nó ngọt 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 ngon ghê. Mà cái nước của năng này nó ra nữa các bạn, rất là ngon. Mát qua mát xong, từ cổ họng mát xuống luôn, từ cái miệng mát xuống cổ họng chứ. Các bạn biết ăn củ năng này thì các bạn mua về ăn nha. Mới nấu nóng hổi luôn các bạn. Mình để nửa tiếng cho nó nguội bớt nè. Nóng ăn ngon lắm. Ngon quá. Mình đã gọt sẵn rồi, cứ đem đi gọt nữa thì nó đâu mất thời gian các bạn ơi. Ăn giống như thịt củ chuối các bạn, củ huệ nữa. Các bạn nào biết củ huệ không ta? Mình thấy ở đây không có bán củ huệ các bạn ơi. Thì củ huệ chắc nhiều khi có lẽ chỗ khác nó sẽ gọi là củ chuối các bạn. Mình nghĩ như vậy. Ở đây mình gọi củ huệ rất là ngon. Nó giống như thịt củ năng. Các bạn nên mua ăn thử các bạn. Mùa nắng nóng này ăn rất là mát, rất là tốt nha các bạn. Ăn hoài không ngán, không chán nha các bạn.
Mình còn hai miếng mình đã gọt sẵn rồi các bạn, sẽ bỏ vô đây luôn. Bỏ đây mình ăn thì nó ngon hơn các bạn ơi. Uống miếng nước nha. Quá ngon. Mời các bạn một muỗng củ năng dầm nước đá nè. Ngon tuyệt vời luôn. Lạnh lạnh rất là mát, khá là tốt cho sức khỏe luôn. Nếu mà cái này ăn mùa nắng nóng như thế này thì rất là hợp lý nha các bạn. Tại vì ở chỗ mình ở thành phố Hồ Chí Minh nắng tới 30 mấy độ, các bạn ăn cái này rất là mát, rất là hợp lý. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nào, những cái bạn nào, những cô chú nào không biết củ sắn này, cái tác dụng của củ sắn nữa, quên lộn nữa, củ năng các bạn, chứ không phải củ sắn nha. Các bạn nào, cô chú nào không biết loại củ năng này thì hãy mua ăn đi, rất là ngon, rất là mát, rất là tốt cho sức khỏe nha. Thì cái clip của mình đã giới thiệu đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu rồi các bạn cô chú ơi, nếu các bạn cô chú nào thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ cho mình nha. Hãy bấm kênh Phan Hồng Thanh và nhấn chuông kế bên nữa. Dạ, cho hai trái tim, ngày nào mình cũng phải cho hai trái tim hết trơn á. Và bây giờ máy bay tạm biệt cô chú, các anh chị và các em nhỏ và các bạn. Và chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Hẹn nhiều, hẹn quý giáo lần sau. Máy bay.